Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Lại là em Hoàng Yến đây. Hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với video nhận định thị trường vào đầu mỗi phiên giao dịch cùng với em Hoàng Yến trên kênh YouTube Ichimoku Club. Chúc anh chị mình sẽ có một tuần làm việc mới thật hiệu quả, có những phiên giao dịch thành công và hy vọng thông qua video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một góc nhìn khách quan nhất về thị trường cũng như sẽ có chiến lược giao dịch phù hợp trong thời gian tới nha. Đầu tiên, một số thông tin đáng lưu ý trong tuần này thì sang ngày thứ tư chúng ta sẽ có bên Mỹ sẽ công bố các báo cáo về CPI. Thế nên đây cũng sẽ là một cái thông tin đáng lưu ý cũng như là một cái động lực để thị trường chúng ta cũng như là các thị trường chung bật tăng trong tuần này ha. Ngoài ra thì về các cái lịch chốt quyền của tức tuần này thì chúng ta có một số mã đáng lưu ý như là FMC sẽ trả cổ tức tiền mặt và ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 14 tháng 5. Ngoài ra có NTL cũng nhà Từ Liêm ấy cũng trả cổ tức tiền mặt ngày chốt quyền cũng là 14 tháng 5. Chúng ta còn có mã BWE cũng là một cái mã tương đối nhiều anh chị mình quan tâm, cũng là một cái mã trả cổ tức tiền mặt ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15 tháng 7. Nên anh chị mình có những cổ phiếu trong này thì chúng ta lưu ý ha. Hoặc là mọi người muốn mua để nhận cổ tức thì chúng ta cũng lưu ý. Đây là cái danh sách những cổ phiếu sẽ trả cổ tức trong tuần này ha. Còn nhìn về thị trường chung, trong phiên ngày thứ sáu hôm trước, tổng kết nhanh thì chúng ta có một phiên tiếp tục tạo một cây nến đỏ. Kết phiên cũng như kết tuần, thị trường dừng lại ở cái mức 1244.7, tương ứng với mức giảm 3,94 điểm, giảm 0,32%. Và xét về độ rộng trên thị trường, chúng ta có 165 mã tăng xanh, 261 mã giảm và 75 mã giữ ở mốc tham chiếu. Tác động tới index ở chiều tăng trong phiên ngày thứ sáu, chúng ta có các mã như là FPT này, PDR, CMG, Dabaco, ACB, SSI, P&J và DIG. Còn ở chiều ngược lại thì là các cổ phiếu như là Vietcombank này, Vinhome, BID, TPBank, VIX, GAS, Vinhome, HVN và BCM. Nhìn về hành động của nước ngoài thì ngày thứ sáu chúng ta có một phiên nước ngoài tiếp tục cái đa bán dòng của mình, bán hơn 502 tỷ, tiếp tục bán Vinhome này, bán DGC, VPBank, FPT, VC2, VRE. Còn hành động của dự doanh, chúng ta có dự doanh là một phiên mua dòng giá trị hơn 41 tỷ, mua ACB này, quỹ CTG, GEX, HCM. Nhìn về thanh khoản thì thanh khoản ngày thứ sáu là một phiên có thanh khoản thấp hơn ngày thứ năm, nhưng mà nếu mà nhìn về cả tuần thì chúng ta đã có một cái tuần tiếp tục đà phục hồi và thanh khoản đã cải thiện hơn so với tuần trước. Xét về các công cụ phân tích kỹ thuật thì với 3 tuần phục hồi, 3 tuần tạo một cây nến xanh thì VN Index đã vượt qua cái mốc 1228 cái giao găm hiện tại trong cùng ngày, và VN Index sẽ cần phải test lại cái giao găm này và tích lũy lại đâu đó 9 phiên trước khi có một cái eo may hút giá lên. Chúng ta đã có VN Index tạo một cái đỉnh ngắn hạn ở đây, và nếu trong thời gian tới tiếp tục tạo một cái đỉnh hai để test lại cái lượng cung ở bên trên thì chúng ta sẽ có VN Index có thể tăng tiếp được. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 1258, 126x cái vùng mi phẳng cạt bên trên này, và khi mà có đỉnh hai anh chị mình nhớ lưu ý nha, đây sẽ là một cơ hội cuối cùng để anh chị mình tiếp tục hạ margin hoặc là hạ cổ phiếu đối với những anh chị mình chưa xử lý ở những phiên trước ha. Mọi người nhớ hạ ra để giữ lại cho mình một cái lượng tiền mặt, đưa tỷ lệ tài khoản về mức an toàn để nếu mà thị trường có tích lũy lại, test lại những vùng phía dưới, chúng ta sẽ có thể tham gia mua mới cổ phiếu ở những cái vị thế đẹp nhất, hoặc chúng ta có thể đánh T cộng 1-2 vòng trên chính những cổ phiếu mà chúng ta đang bị kẹt hàng để cover lại những khoản lỗ cũng như là để đưa cái mức lỗ về gần hòa vốn ha, hoặc là hòa vốn. Và nếu mà thị trường tiếp tục kéo lên 1258 được thì khả năng cái biên tích lũy có thể nó sẽ không test lại về 1228 đâu, mà có thể là 124x
Và mình sẽ thấy là trạng thái của VN30 là một cái nhóm đỡ chỉ số cũng như là một cái nhóm có trạng thái rất là tích cực trong thời gian vừa qua. Nó hồi chữ V luôn, hồi một lần qua EMA luôn. Hiện tại thì hai phiên điều chỉnh rồi, khách sạn thì cũng đã mở ra từ tuần trước rồi. Nhưng mà chúng ta lại đang có mây to đỡ ở đây, thế nên VN30 khả năng để mà điều chỉnh sâu về khách sạn thì khả năng này khó xảy ra. Chúng ta sẽ thấy là bình thường gặp mây thì sẽ bật lên, nhưng nếu yên 30 này có điều chỉnh thì cái mốc sâu nhất nó điều chỉnh thì cũng chỉ đâu đó 1260, 1261 thôi ha. Và khi mà tích lũy lại đủ tầm đâu đó 2 tuần cũng giống như bên index thì chúng ta sẽ có một cái nhịp bật tăng tiếp theo. Khả năng cao chúng ta sẽ có một cái nhịp uptrend khá là lớn trong năm nay đấy, nên anh chị mình nhớ lưu ý ha, chú ý trong thời gian tới. VN30 là một cái nhóm có trạng thái tích cực cũng khá là mạnh trong thời gian gần đây, nên chúng ta có thể lưu ý các cái mã trong VN30 như là ACB này, Hòa Phát này, GVR, hoặc là các cổ phiếu ngân hàng cái không tích cực bằng, chúng ta có thể kể đến là VTP Bank này hoặc là VP Bank. Đợt này nếu mà bứt phá được những cái vùng giao găm thì có khả năng là sẽ bước vào một cái nhịp chạy khá là tốt đấy, nên mọi người lưu ý ha. Ngoài những cổ phiếu trong VN30 thì em sẽ còn canh những cổ phiếu khác tạo nền trạng thái tích cực như là IDC này, SSC, GVR, DPR hoặc là nhóm chứng khoán. Thì trong ngày thứ sáu cũng đã có tín hiệu tham gia trước, và đối với một số cổ phiếu phải kể đến như là BVS này, FTS, CTS. Đây, có cho anh chị mình tham gia giải ngân 30% rồi. Thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu thuộc nhóm tạo nền ở nền bên trên, trạng thái tích cực, nên là cũng đã cho anh chị mình tham gia bắt đầu mở mua rồi. Thế nên mọi người thích những cổ phiếu dạng như thế này, cùng quan điểm với em, thì mọi người có thể về được mảnh của em ha, để chúng ta có những cái tín hiệu gia tăng chốt lời hoặc là stop loss thì cũng sẽ gửi tới anh chị khách hàng của mình sớm nhất thông qua các nhóm tín hiệu này ha. Anh chị mình muốn về đồng hành cùng em thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em ở trên màn hình để hỗ trợ mọi người các cái thao tác mở tài khoản hoặc là chuyển ID, VPS hoặc là SSI nha. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình ở cả hai công ty, nên là hy vọng sẽ sớm được đồng hành cùng mình, anh chị mình trong thời gian tới ạ. Ok, đây là toàn bộ nội dung ngày hôm nay em muốn chia sẻ tới anh chị mình. Nếu mọi người cảm thấy hữu ích cũng như là yêu thương em Yến thì mọi người tiếp tục bấm like và thả tim ủng hộ em nha. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều vì đã theo dõi đến đây. Hẹn gặp lại mọi người trong các video như nhận định thị trường vào đầu mỗi phiên giao dịch, cũng như các phiên livestream của em Hoàng Yến trong giờ giao dịch, cũng như khung giờ buổi tối 20:30 trên kênh YouTube eChim Club nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người ạ.